ngày 10 của tháng 1 2023 rồi mọi người. Rất nhanh. Những ngày đầu năm trôi qua. Dạ, em vui xin chào tất cả mọi người. Hôm nay là ngày 10 tháng 1 năm 2023. Dạ. Tình hình sự về sáng nay tần rão. Và dự báo thì ngày hôm nay có mưa rào rải rác. À đây, những cái lô hàng đầu tiên là về chợ hoa. Cây anh đào. Đào này là chắc phía ngoài ngoài Bắc vô đây mọi người. Dạ, vì khu vực miền Trung, miền Nam thì không có anh đào. Đào Nhật Tân. Dạ, chợ hoa đó, xuất hiện nữa đó. Và đây những cái hàng cây được người ta cắm những cái cột móc để phân lô cho các vườn lên trứng hoa Tết. Dạ, thời tiết ngày hôm nay ở Huế từ 19 đến 21 độ C. Và tình hình thì có mưa rào rải rác thôi, ngày hôm nay có thể là nhiều nơi sẽ tạnh mọi người. Dạ, hy vọng tạnh ráo. Còn nhiệt độ lạnh thì vẫn cứ lạnh. Dạ, 19 độ C thì đi trên đường vẫn lạnh. Máy là không có mưa. Dạ. Còn mới đó mà tôi qua 10 ngày đầu năm rồi. Rất là nhanh. Rồi chuẩn bị cho Tết Nguyên Đán, Tết Ta. Đường xá bây giờ sạch đẹp rồi. Sẵn sàng đón xuân mới. Dạ. Đây chúng ta đang ngang qua khu vực đường Lê Duẩn bên dòng sông Hương và đi trực mặt cột cờ Phú Văn Lâu cũng như bên dưới là Nghinh Lương Đình. Dạ. Ngang qua phố chợ. À, tần rào thì trên công viên này có học sinh, mọi người đi học thể dục thể đồ cũng đỡ vất vả. Bến Vân Lâu. Hôm nay cũng là ngày 19 tháng Chạp rồi mọi người. Dạ. Còn 10 ngày nữa chúng ta sẽ đón Tết. Dạ. Đây là khu vực mũi cầu Phú Xuân này, cầu mới. Dạ. Bây giờ đường xá rồi cầu rộng rãi lắm. Cầu mới hồi xưa là nhỏ, bây giờ mở rộng hai bên cái lề đường ra thành cái lề đường đi bộ, nó nhỏ thành khó tiến đường, cái cầu nó rộng hơn mọi người. Dạ, chiều ngang đó bên kia sắc xuân, nụ tâm xúc, rồi những cái hoa giấy được bày bán nhiều để cho bà con về đang hoàng Tết. Còn đây là công viên Thương Bạc thì ngày hôm nay tôi bắt đầu từ ngày hôm qua cũng đã chờ, đã có cái này cũng phải là chờ, gọi là hồi hoa hoàng mai, lễ hội hoàng mai lần thứ nhất năm 2023. Yeah, thời gian tổ chức từ ngày 9 tháng 1 đến ngày 19 tháng 1 năm 2023. Địa điểm công viên Thương Bạc thành phố Huế đấy mọi người. Dạ, bên trong mọi người có thể thấy là một rất là nhiều những cái chậu hoàng mai, mai vàng Huế từ cao lớn cho đến lùng lực. Dạ, những cái bonsai được trưng bày làm một cái lễ hội hoàng mai rất là lớn tại đây, lần đầu tiên tổ chức. Vì ở Huế bây giờ cái cây hoàng mai là
người ta rất là chuộng để cho cái dịp Tết. Mỗi năm đều có cái họ cái mai vàng để trưng Tết trong nhà, trước ngõ. Dạ, cho nên bây giờ Huế cũng đang phấn đấu lên gọi là có cái tên gọi là xứ sở mai vàng ở Việt Nam, là có thành phố Huế đó. Dạ. Nên hôm nay lần đầu tiên tổ chức thì chắc chắn những cái mai vàng đẹp nhất được đưa về đây để cho bà con chiêm ngưỡng. Dạ. Như là dài luôn của công viên Thương Bạc, người ta sẽ đưa về đây làm một cái lễ hội lớn luôn đó. Dạ, trong vòng 10 ngày thì mới về ngày hôm qua, vài ngày nữa thì ở công viên Thương Bạc này sẽ rực rỡ sắc màu của hoa mai xứ Huế. Dạ, ở đây chúng ta đang đến với khu vực cầu Trường Tiền ở đây mọi người. Một buổi sáng tần rạo thì bà con đi lại cũng rất là tiện. Và nếu như mà coi cái lịch dự báo mà những ngày tới thì rất là buồn luôn. Và trong vòng 10 ngày khoảng tầm 14 đến 16, 17 dương lịch thì không khí lạnh sẽ tiếp tục càng về phía Bắc. Thì phía Bắc thì trong miền Trung của chúng ta cũng không ngoài lệ, đó là Tết nay ở Huế rất là lạnh, cũng như khu vực phía Bắc, các tỉnh phía Bắc đó mọi người. Dạ, Tết nay mưa lạnh. Hiện tại thì ngoài Bắc là đang tần rảo trong 1-2 ngày tới thôi, thì cũng như ở Huế đây dự báo cũng vậy, khoảng vài ngày tới thì có ẩm lên đôi chút, giống như chuẩn bị cho một cái đợt lạnh tiếp theo. Dạ. Vậy là 10 ngày sau là bắt đầu vào dịp Tết luôn, thì bà con từ Bắc vô đến miền Trung là sẽ đón không khí lạnh gắt luôn. Dạ. Ở đây chúng ta đang ngang qua khu vực của chợ Đông Ba rồi. Dạ. Đó, buổi sáng thì cũng chưa có bày bán chi nhiều, bắt đầu soạn hàng của các tiểu thương, các cái gian hàng thôi mọi người. Dạ. Qua buổi chiều nay hay là những ngày tới thì không khí tại các chợ thì chắc là rộn ràng rồi. Dạ, đông đúc hơn rồi. Dạ, qua 20 trở lên là người ta nghỉ đi sắm Tết rồi đó, đi làm rồi. Dạ. Đó, chợ Đông Ba sáng nay. Dạ, thì những hình ảnh sáng nay vui cập nhật chụp tình hình thành phố Huế ngày 10 tháng 1 năm 2023. Tình hình hiện tại là Huế đang tạnh mưa và dự báo là có mưa rào rải rác ngày hôm nay nha mọi người. Nhiệt độ từ 19 đến 21 độ C. Lúc này đi trên đường thì 19 độ C. Dạ, hy vọng mọi người cũng biết thêm tình hình cũng như những hình ảnh về Huế sáng hôm nay cũng là ngày 19 tháng Chạp. Dạ, chào Yên vui tạm dừng video, hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo. Khi xem mọi người cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ, đăng ký kênh để ủng hộ Yên vui nhé. Dạ, Yên vui xin chào, hẹn gặp lại mọi người.